Hello, chào mừng các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của Action DN. Mình là Định Nguyễn. Lời đầu tiên Định xin kính chúc tất cả các bạn, chúc mọi người có ngày mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay rất vui được gặp lại các bạn với mọi người trong một cái video mới của mình. Thì nội dung video ngày nay Định lại tiếp tục chia sẻ thông tin mới nhất vừa cập nhật. Đó là mới đây hãng xe Honda chính thức giới thiệu phiên bản 2024 của mẫu xe con tay Honda RSX tại Malaysia, hay còn có cái tên gọi là Honda Queen X tại thị trường Việt Nam. Video này Định làm chỉ chia sẻ thông tin và xem giải trí cho vui. Nói cái gì sai sót xin tất cả các bạn với mọi người thông cảm bỏ qua. Nếu video cảm thấy hữu ích thì các bạn hãy cho Định một lượt đăng ký nhé. Định xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì đỡ mất thời gian của các bạn với mọi người, Định mời các bạn với mọi người chúng ta hãy xem qua video. Vừa qua tại Malaysia, Honda đã chính thức giới thiệu phiên bản Honda RSX năm 2024 với những bổ sung màu sắc thêm màu mới gọi là Metium Blue Metallic, sử dụng màu xanh từ tính làm chủ đạo đi cùng với các dãy họa tiết bóng bằng màu xanh dương và các chi tiết khác được sử dụng màu đen nhám. Cùng với màu sơn mới thì RSX năm 2024 có tổng cộng 3 lựa chọn màu sắc cho người sử dụng, đồng thời giá bán của xe cũng tăng thêm 100 ringgit lên đến 9.798 ringgit, khoảng là 50 triệu đồng. Giá này chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm hoặc đăng ký. Ngoài việc bổ sung màu sắc thì động cơ và các trang bị khác trên thế hệ con tay năm 2024 này vẫn được giữ nguyên so với phiên bản cũ. Xe được trang bị khối động cơ với xi lanh với dung tích là 149,16cc làm mát bằng dung dịch, sản sinh ra công suất tối đa là 15,8 mã lực tại 9.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại là 13,6 Nm tại 7.000 vòng phút, đi cùng với hệ thống truyền động bởi hệ thống con tay và hộp số 5 cấp. Về trang bị, Honda RSX năm 2024 có phanh đĩa thủy lực cho cả bánh trước và sau, kèm với là ABS kênh đơn cho phía trước giúp đảm bảo an toàn khi vận hành, cùng đó với là bộ vành đúc 17 inch kết hợp cùng lớp không sâm với kích thước lần lượt như sau: 90, 80 và 120, 70. Ngoài ra xe vẫn sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hiển thị đầy đủ các thông số bao gồm cả vị trí vòng tua, tốc độ hành trình. Xe sử dụng giảm xóc trước, ống lồng phía sau là hệ thống lò xo trụ đơn. Ngoài ra toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe cũng được sử dụng công nghệ đèn LED. Tổng khối lượng của xe là 122kg, chiều cao riêng là 795mm, đi cùng đó là bình xăng với dung tích là 4,5 lít. Vừa rồi là những thông tin về chiếc xe Honda RSX năm 2024 tại Malaysia. Ở Việt Nam có cái tên gọi khác, đó là Honda Queen X. Hy vọng video này sẽ mang một cảm giác thú vị cho người xem. Đồng thời đây cũng là sự chia sẻ những thông tin mới nhất cho những tín đồ yêu xe. Video xem giải trí cho vui và mang tính chất tham khảo. Nếu có gì sai sót xin tất cả các bạn và mọi người thông cảm bỏ qua. Nếu video cảm thấy hữu ích thì các bạn hãy cho Định một lượt đăng ký nhé. Định xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì thời lượng của video cũng tương đối khá dài, Định xin dừng video tại đây và Định chúc cho tất cả các bạn, chúc cho mọi người nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn nha mọi người trong những video tiếp theo. Bây giờ xin chào tạm biệt và bye bye.